Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Playcam, nhận 15 đô token, có kêu là BLC. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới link form, mình mở link form ra mà. Ở dưới phần link mô tả dưới video, mở link form ra. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter, like và tag ba người bạn. Trên Twitter này, bạn theo dõi nè. Rồi bạn bắt đáp lên nè các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn chia sẻ như tao quýt nè. Các bạn tan ba người bạn mình vào nè các bạn. Các bạn gọi ở cộng mình hẹn những người bạn của tất cả các bạn nè. Rồi sau đó nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào tất cả các trang mạng xã hội của nó nè. Rồi bạn join sao các bạn, gì mà đã join rồi. Sau đó các bạn bắt đáp lại, các bạn join hết tất cả các trang mạng xã hội nữa nè. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi trên tờ Twitter của nó thì các bạn theo dõi luôn nè. Các bạn like và các bạn tờ Twitter lên các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt đập lên Linh Phong. Sau đó các bạn join sau kênh này đáp luôn nè. Rồi sau đó các bạn bắt đập lên nè. Join tiếp kênh Crypto New của nó nè. Để nó có con người góp nè. Rồi các bạn join tiếp follow tiếp tờ Twitter đó nữa nè. À cái này mình đã follow rồi bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt đáp đây nè. Rồi dòng đầu tiên bạn địa chỉ email của tất cả bạn vào các bạn. Tiếp tục mình điền lại username Telegram của tất cả bạn. Thì các bạn mở Telegram của tất cả bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Nhấp vào setting nè. Copy username của mình chỗ này nè. A cộng anh 5 số 2 1 2 3 4 5. Sau đó thì các bạn điền là username tại Twitter của các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter tất cả bạn ra nè các bạn. Khoan các bạn. Các bạn nhớ bỏ anh cùng thì sẽ thấy được username mình nằm chỗ này nè các bạn. A cộng win v nè nè H9 nè. V này là H9 nè các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi tiếp một cái link retweet nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter các bạn ra nè. Các bạn nhấp ba anh cùng nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tăng ba người bạn nữa các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nha các bạn. Playcam đúng không? Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Mà giới thiệu này các bạn đi. Thì tiếp tục các bạn điền địa chỉ bên bi sở mát trên bet20 trên dưới chocolate của mình nè. Bạn sao chép nè. Sau đó các bạn dán vô đây nè. Rồi sau đó các bạn bấm bạn kiểm tra làm lần nữa chính xác thông tin đầy đủ hết. Nếu thông tin chính xác hết xong bấm gỡ là gỡ. Như vậy là xong rồi các bạn. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án và Playcam đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.